chí tôn là cho bà định đâm lại biết chồng biết con biết mẹ gì nó không. Ông chồng bầu tại ổng đi rồi. Đâu chứ ổng có gì đâu. Ổng đi ổng giờ cha biết sao không? Cha phải mặc vào đồ lính. Hồi xưa đó. Mà cái súng vô là về để con đó ông chồng phải không? Ông hồi đó mặc đó cái đồ ôi lính đó. Mày ơi mày nói ông đi ông khùng nào đâu tận hồi đó đi lính ông đi lính mà ông đi lính hồi đó giờ có đi nhưng mà ông mặc đồ lính hồi đó già rồi là mặc lại chúng quanh cái bà đâu mà giờ má ơi đâu mà giờ má nhớ hình dạng của ông sao không mà nói coi. Vậy rồi giờ bắt tôi đi tìm rồi tôi tìm sao? Hỏi coi ổng có ở đó không? Ở chỗ nào? Ổng thường ở chỗ nào? Giờ tao có biết thường ở chỗ nào mà thôi đi, mày không biết thì thôi để đó chừng nào ổng về. Ổng về thì tao chứ giờ tôi không biết gì hết. Giờ ổng đi ổng cũng không ơi, tao đi mai tao về, 21 tao về ha. Là gì cũng không nói gì hết. Rốt cuộc ổng ngồi trước mặt con không biết ông luôn. Coi ông kêu con chú không à.